Xin kính chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Một khi mà người người, nhà nhà lao đầu vào bất động sản thì nhiều người đã đổ hàng đóng tiền vào các dự án đang sốt nóng với giá trên trời, để rồi ngậm đắng nuốt cay khi mà không bán được, ở cũng không xong. Thì cách đây hơn 10 năm thôi, khi mà cả xã hội dường như lên đồng về bất động sản, nhà nhà người người đổ tiền vào những cái dự án khu đô thị, ví dụ như những khu đô thị ở Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Khi đó thì như một cái thanh nam châm hút tất cả các nhà đầu tư, kể cả nhà đầu tư và người mua lẻ luôn, xuống đó để mà đầu tư. Và do cái địa lý nó thuận lợi, cái khu Nhân Trạch nó nằm cận kề với thành phố Hồ Chí Minh và nằm trong cái khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giữa cái vùng tam giác kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Vũng Tàu luôn. Và cái lợi thế lớn đó về phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch, nên sau khi có một cái phê duyệt quy hoạch thì địa phương này đã thu hút rất là nhiều các dự án đầu tư đô thị ở nơi đây. Theo cái quy hoạch được phê duyệt thì khu dân cư hiện đại sẽ được xây dựng với các con phố biệt thự, nhà liền kề, những căn hộ chung cư, khu trường học, siêu thị và các trung tâm văn hóa, công viên, đủ thứ các kiểu. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện nay, hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề, tiền tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ xây xong rồi bỏ không. Cỏ thì mọc tùm, cửa kính và nhiều chỗ bị hư hỏng nặng nề. Và chỉ có lác đác vài căn nhà có người ở mà thôi. Và được người dân lâu năm sống ở đây gọi là thành phố ma. Được biết rằng là những cái cư dân chuyển về đây sinh sống thì họ ở một thời gian, thì nó mới bắt đầu phát sinh ra nhiều các vấn đề. Ví dụ như là do nằm ở cái khu biệt lập và xa trung tâm huyện, nó không kèm theo các dịch vụ như bệnh viện, chợ búa, quán ăn, nên những cái lúc cần á phải đi hàng chục cây số mới tới được những cái nơi mà mình cần đến. Chính vì thế thì hơn một chục năm nay thì khu vực này hoang tàn và không có người ở. Và cách đây chỉ vài năm thôi, khi mà cái thông tin dự án cầu Cát Lái nối thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đi qua cái thành phố Nhân Trạch này, thì khu ở đây bắt đầu rục rịch trở lại và tăng giá trở lại. Và theo đó thì như giá đất trước đây nó tầm khoảng từ 100 đến 200 triệu đồng trên một mét vuông. Sau cái cơn sốt đất đợt 1 nó đã vụt lên là 500 đến 1 triệu đồng một mét vuông. Và sau hơn 10 năm tính tới thời điểm hiện nay thì nó khoảng từ 7 đến 15 triệu đồng trên một mét vuông rồi, tùy vị trí, tùy khu dân cư. Và mặc cho khu vực này có rục rịch mua bán trở lại sốt nóng hay không thì khu vực này vẫn không có cư dân về ở, chứng tỏ rằng là hầu như tất cả những người mua nhà ở đây, mua những bất động sản nơi này đều là dân đầu tư và dân đầu cơ cả thôi. Và không chỉ là cái khu đô thị ở Nhân Trạch đâu, mà khu đô thị mới ở Bình Dương hiện nay cũng chung số phận luôn. Từng là cái điểm lý tưởng cho các nhà đầu tư, nhưng mà hiện tại bất động sản ở đây đang lâm vào cái cảnh là chợ chiều. Hàng loạt các khu đô thị, các khu dân cư và các dự án cũng rơi vào cái cảnh là hoang vắng không có người ở. Và cũng theo quy hoạch là thành phố mới Bình Dương rộng khoảng là 1.000 hecta, và nó cũng là một trong những khu đô thị hiện đại được xây dựng theo quy hoạch. Nhiều các dự án được định hình ở đây với cái tầm cỡ quốc tế. Và tỉnh Bình Dương cũng tích cực quảng bá và kêu gọi nhiều doanh nghiệp bất động sản đầu tư vào thành phố mới này. Và đã có một khoảng thời gian cứ đến cuối tuần là hàng loạt các xe ô tô chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh lên thăm các dự án này. Và các chủ đầu tư khuyến khích người mua chỉ cần tham gia, tham quan là có quà rồi, chưa cần mua đâu, chưa cần đặt cọc đâu. Và nếu như đặt cọc mua là sẽ được tặng vàng, tặng tivi, tặng xe máy, đủ thứ. Và điều này khiến cho nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ tiền ra mua khu vực này. Nhưng mà đến nay, tính tới thời điểm hiện tại thì nhiều khu vực ở đây lại vắng bóng người ở. Thậm chí những khu nhà liền kề không bán được,
hoặc là có những căn nhà có chủ nhưng mà chủ lại không đến ở, dẫn đến một khu đô thị hoành tráng nhưng lại là khá vắng vẻ và hoang vu. Trong thời gian vừa qua thì khu vực Hóc Môn cũng vậy, khu vực Củ Chi, khu vực Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy luôn. Thậm chí là các tỉnh liền kề như là Long An cũng sôi sục lại xong rồi đứng bóng. Tới thời điểm hiện nay thì bất động sản đứng thì toàn thị trường đều đứng hết luôn. Đất nền phân lô thời điểm đó nó có thông tin về dự án khu đô thị xung quanh, có những cái tập đoàn bất động sản lớn đầu tư vào, thì điều này nó khiến cho giá đất ở những cái khu vực này tăng chóng mặt. Thậm chí là những nơi sốt đất ảo, giá tăng theo, leo thang khoảng tầm là 100-400% trong một thời gian ngắn. Và theo đó thì giá đất trước đây khoảng tầm là 2-3 triệu đồng một mét vuông thôi, thì sau một cái đợt sốt nóng lên thì nó tăng vội, tăng gấp đôi, tăng gấp 3, thậm chí là tăng gấp 4, gấp 5 lần luôn so với cái giá trước đây. Và bây giờ thì cái giá nó đang nằm ở một phân khúc khá là cao, từ 10-15 triệu, thậm chí những nơi là 20 triệu đồng trên một mét vuông đất ở. Đó là những cái khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh nha, không nói là khu vực địa phận thành phố Hồ Chí Minh. Nó đã gấp 4-5 lần sau mỗi lần sốt nóng, và tính từ thời điểm mà có đợt sốt nóng đầu tiên nó đã tăng 4-5 lần rồi, và tới thời điểm này nó tăng thêm 4-5 lần nữa, tính bình quân nha các bạn, có những nơi còn tăng cao hơn vậy nữa kìa. Thì sau một khoảng thời gian đó nó tăng khoảng tầm 10 lần như vậy, thì trong khi tiền lương thu nhập của người dân chẳng thấy tăng, lương công chức thì sau 10 năm giỏi lắm là tăng gấp rưỡi thôi, quanh mốc là 10 triệu, bây giờ thì lương công chức quanh mốc 10 triệu cho mấy. Còn công nhân làm việc thì sau 10 năm cho là tăng gấp đôi luôn đi, lương trung bình của công nhân khoảng tầm là 7 triệu đi, đến nay thì khoảng tầm là 14-15 triệu là bình quân. Đó là tính cả tăng ca luôn nha các bạn. Vậy thì nếu mà so sơ sơ thôi cũng thấy rõ ràng là cái mức tăng thu nhập của người dân không bằng cái lạm phát trong vòng 10 năm nay nữa. Cái trượt giá hàng năm nó đã cao hơn cái mức tăng thu nhập của người dân rồi, mà giá nhà, giá đất lại tăng lên hàng chục lần, tính là hàng chục lần ha. Như vậy thì có phải là cái câu chuyện có nhà để ở ngày càng xa vời với người dân hay không? Rõ ràng là như vậy đúng không các bạn? Tuy nhiên thì những cái cơn sốt đất lại không kéo dài, nó chỉ nhanh chóng tăng lên xong rồi nó hạ nhiệt khi mà các cơ quan chức năng, chính quyền công bố rằng là không có cái chuyện quy hoạch, chỉ là những cái đề xuất của doanh nghiệp mà thôi. Thế là giá đất lại xìu xuống và rất là nhiều tay nhanh bỏ tiền ra đầu tư. Chính vì thế là việc họ chạy theo số đông để đầu tư bất động sản nó dẫn đến chết chìm luôn rồi. Bởi vì đây là cái chiêu của một số nhà đầu tư lớn họ thường dùng. Họ thường dùng cái tâm lý đám đông, họ thường dùng những cái thông tin nội bộ, những cái thông tin mập mờ để mà họ thổi phồng lên. Họ vẽ ra những cái dự án này, dự án kia, những cái dự định này, dự định kia, những cái quy hoạch này, quy hoạch kia để mà đồn thổi tung tin ảo. Và sau khi họ đã kiếm được một khoản tiền rất là lớn rồi thì họ sẽ nhanh chóng rút đi. Và rõ ràng là để họ đạt được một cái mục đích bán hàng, họ gia tăng được cái khoản lợi nhuận nhanh chóng, thì họ sẽ sẵn sàng sử dụng nhiều cái cách khác nhau để họ tăng doanh số bán. Và khi nhà đầu tư nhỏ lẻ không tỉnh táo trước sự tăng nóng của thị trường thì cái giá của họ phải trả rằng là hiện tại chết đứng cùng với những lô đất, cùng với những bất động sản họ đang nắm giữ. Ở thị trường bất động sản nó đầy rủi ro này thì cái việc đánh giá thị trường nó luôn luôn cần thiết. Và chắc chắn rằng là cái tâm lý người ăn khoai thì mình cũng ráng vác mai đi đào, thì rõ ràng là dễ lâm vào cái tình trạng vỡ nợ, hoặc là ở cũng không được và bán cũng không xong luôn. Và theo khảo sát thực tế tại một số điểm tăng nóng của bất động sản trước đây, thì trước đây mình đã có đi rất là nhiều các khu, mình có quay lại, mình có trải nghiệm thực tế, mình có quay lại, mình đăng lên cho các bạn xem rồi ha. Thì bây giờ hầu như tất cả các khu nào tăng nóng trước đây bây giờ đều bỏ hoang hết, đất để trống, dự án thì treo ở lại đó,
người dân thì thuộc cái khu quy hoạch đó họ bị lấy đất, họ bồi thường cho họ rồi và họ chuyển đi nơi khác, chuyển đi những nơi tái định cư chẳng hạn. Nhưng mà những cái khu tái định cư đó nó cũng không đủ cái điều kiện cơ bản để họ sinh sống và làm việc ở đó luôn. Một số người chọn phương án là chuyển đi nơi khác. Và cũng có một số người còn tệ hơn như thế nữa, là họ phải lâm vào cái cảnh là vô gia cư, không có nhà để ở luôn, buộc phải ở nhà thuê. Cho dù trước đó cũng đã có nhà, có cửa để ở rồi, nhưng mà bị quy hoạch những cái khu dân cư, những khu dự án, họ được bồi thường một khoản tiền nào đó, rồi họ đi nơi khác để mà họ sinh sống. Bây giờ với khoản tiền đền bù đó, họ không mua nổi một lô đất, chứ huống chi gì là mua nhà. Bây giờ thì họ buộc phải sống những cái cảnh là ở thuê, ở trọ mà thôi. Rồi dự án đó bây giờ ra sao? Những dự án đó vẽ thật đẹp, bán nền, phân lô, làm thật hoành tráng lên, để rồi hiện tại để trống. Đầu tư, đầu cơ vào đó kiếm ăn thôi. Họ chia năm xẻ bảy và đẩy giá lên mức trên trời, rồi lùa người khác vào mua để họ kiếm lời trong đó. Thực sự ra mà nói thì bây giờ thị trường bất động sản nó khác rồi. Giá bất động sản thì nó bị thổi giá lên quá cao. Ông nào tham, ông nào ôm nhiều, mong làm giàu rồi đi vay nhiều thì đã thấy được cái hậu quả rồi đó. Bây giờ, bất động sản bây giờ thực sự không còn ngon nữa. Những nhà đầu tư nào mà may mắn á, tháo chạy kịp rồi á, thì hiện tại đang ung dung, đang chờ cái cơn sóng tiếp theo mà thôi. Thực tế mà nói, bây giờ mấy người cầm tiền đứng ngoài chủ yếu là những người bán được nhà, bán được đất lúc cao giá thôi. Giờ là họ đang chờ thời cơ để mà họ gom cái giá rẻ vào để mà làm một cái vòng mới. Chứ mà người nghèo, người ít tiền á, kể cả khi giá nó giảm cũng chả có tiền mà mua đâu. Và cái thị trường căn hộ cũng vậy, càng đau thương hơn nữa. Có mấy ai mà mua nổi nhà, mua căn hộ để mà ở vì cái giá nó nằm ở phân khúc khoảng là 25 triệu đồng trên 1 mét vuông rồi. Là công nhân viên chức thì tới 80% người lao động, gia đình bây giờ thì cơ bản cũng là một vợ, một chồng và hai người con, tính sơ sơ là đã 4 thành viên rồi, thì phải tích lũy tới tận 20 năm mới có được một căn nhà, với cái điều kiện là tất cả nó đứng yên nha, giá nó đứng yên, thì 20 năm sau may ra họ mới có thể mua được nhà, và thậm chí còn lâu hơn thế nữa. Vậy thì sốt đất hay là đẩy giá cao là do đâu thì mọi người cũng có thể dễ dàng nhận biết rồi ha. Và cái tâm lý của người mua bây giờ cũng lạ lắm, không chỉ ở thị trường bất động sản mà ở những cái thị trường phân khúc khác như là vàng, chứng khoán cũng vậy luôn. Khi mà giá vàng nó tăng lên thì họ lại xếp hàng họ mua, khi mà giá vàng giảm thì lại tranh nhau xếp hàng để mà bán. Và cũng có thể nói vui như thế này là chắc có thể là cái tâm lý mua bán của thị trường vàng nó cũng đã lan sang thị trường bất động sản rồi cũng nên. Và bây giờ đi một vòng xung quanh các khu đô thị, các khu dân cư thì sẽ thấy ngay thôi. Ở đâu cũng có chung một cảnh hết. Các khu dân cư đó, các bạn có thấy cái khu nào mà lấp kín người dân về ở không? Đặc biệt là mấy cái khu dân cư mà được xây dựng tầm 10 năm đổ lại đây. Bây giờ thật sự là cũng chẳng có gì ngoài cỏ và nhà hoang. Và càng đi xa thành phố thì càng có nhiều nhà hoang hơn, khu dân cư, nhiều khu dân cư để trống hơn. Và một nguyên nhân nữa đó là cái thời kỳ dịch bệnh năm 2020, năm 2021 đó, thì mọi người không có việc để làm, nên là tiền đổ vào chứng khoán, đổ vào bất động sản nó quá nhiều. Cùng với lãi suất thấp và được nới lỏng của các ngân hàng để mà cho vay mua bất động sản thì đã làm cho bất động sản và chứng khoán nó lên tới đỉnh luôn. Và giờ là cái lúc mà lãi suất nó tăng lên, còn bất động sản thì mua đi bán lại qua nhiều cò thôi, qua tay nhiều nhà đầu tư đầu cơ để mà đẩy lên một cái mức giá vượt cái thu nhập và khả năng của phần đông người dân. Và bất động sản bây giờ cũng như là chứng khoán cũng vậy luôn, đã bị các tay cá mập thổi giá rồi, thổi quá đà, không có thật. Và khi mà giá đã đẩy lên một cái mức giá rất là cao qua các tay của các cá mập bất động sản và chứng khoán thì họ cất lưới, họ thu tiền xu vào túi của họ rồi.
và họ thoát ra thị trường ngay trong cái lúc mà số đông vẫn còn đang say trong cái cơn mộng làm giàu đổi đời nhờ bất động sản, nhờ chứng khoán. Và thật sự bây giờ cái tâm lý của nhiều người đang cầu mong sao cho bất động sản nó xuống tới đáy đi, cho người dân có cái cơ hội để được mua nhà ở. Có nhiều người họ đang cần là mua nhà ở thật. Nhưng mà thật sự mà nói, cái giá giờ nó đã quá cao rồi. Muốn xuống thì cũng không có thể về được cái giá cũ được. Chỉ cần bất động sản bây giờ nè, không cần giảm giá sâu đâu, chỉ cần nó đứng im tại đó, không sốt nữa, trong một khoảng thời gian thật là dài, 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30-40 năm nữa đi, thì người có nhu cầu càng thêm có nhiều cơ hội hơn để mà tiếp cận với bất động sản. Không cần là giá giảm sâu đâu. Bây giờ mà giá giảm sâu, động thái này, động thái kia cũng chỉ là những cái dự án thôi. Những cái dự án mới giá giảm sâu thôi các bạn. Bây giờ là những cái căn nhà mà hiện hữu rồi, nhà phố, nhà liền kề, cho đến là những căn nhà mà đã có hình thành sẵn rồi đó, có giấy phép, có này kia hết rồi, có thông tin đủ đầy đủ hết rồi, thì cái giá nhà nó giảm không bao nhiêu đâu. Nó giảm chẳng qua là theo cái xu hướng của thị trường một xíu mà thôi, 5-10-15% gì đó là cao rồi. Vậy thì bây giờ chỉ cần bất động sản nó đứng im, nó đứng càng lâu càng tốt là ok rồi, là tốt rồi. Chỉ cần như vậy thôi, không cần trông mong gì nhiều hết. Và rõ ràng là trước đây, lúc trước thì cái nhu cầu mua bất động sản là để đầu cơ là chính thôi. Vì chẳng mấy ai mà đợi giá nhà tăng lên mà mua cả, mua để ở cả. Cho nên là vì vậy bất động sản nó sụp là chuyện đương nhiên rồi. Chính vì ai cũng biết rằng là cái nhu cầu cao lúc bấy giờ là cái nhu cầu do là đầu cơ mà thôi, nên bây giờ người ta mới dẫn dân nói thôi. Bây giờ họ cứ thờ ơ đó, giá nó xuống cỡ nào đi nữa thì họ vẫn dẫn dân thôi. Và rõ ràng là bất động sản nó trước giờ nó cũng như là thị trường chứng khoán ở Việt Nam thôi, nó mang tính đầu cơ là chính. Nóng lên thì đổ xô nhau vào đi mua, mua kịch nhiệt luôn, vẫn có ăn. Lúc xấu thì nháo nhào bán tháo ra, rồi mua hôm trước, hôm sau lại bị hớ ngay. Riêng bất động sản thôi ha, là gần đây phân khúc nhà mà đang có cái dòng tiền thu nhập, như những cái căn hộ dịch vụ, những cái mặt bằng cho thuê, những cái kiosk, những cái shop house cho thuê, thì cái đà giá nó giảm mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Vẫn không hấp thụ được, vẫn không có chạm được tới những cái nhu cầu của người thuê. Và nói tới bất động sản thì luôn luôn nghĩ tới là ông ngân hàng kế bên. Thì khi mà sốt đất lên thì ông ngân hàng ổng cho vay thoải mái quá, nên là người mua họ dễ dàng vay để mà mua bất động sản. Và người vay lúc này thì chính là những cái người đầu cơ thôi, chứ còn những người mà mua để ở thì rất là ít. Khi mà bất động sản nó hạ giá, nó trầm lắng, bởi những người đầu cơ này họ đã hết tiền rồi, và một phần vốn của họ đã bị chôn vào đất rồi, phần nữa thì là do ngân hàng siết cho vay. Thế nên là thị trường bây giờ nó trầm lắng là cũng đúng thôi. Và rõ ràng là người mua bây giờ, những người mua có nhu cầu ở thật sự thì rất là ít, vì giá bất động sản nó đang vượt quá cái khả năng của đa số người dân rồi. Và đương nhiên rồi, trong đại đa phần những người đang chờ đợi thì là trong đó cũng có em luôn. Em trong đó cũng có, em cũng đang chờ đợi cái thị trường nó giảm sâu hơn nữa và nó trầm lắng lâu hơn nữa để mình lựa chọn được một bất động sản nào đó nó hợp lý. Tại vì rõ ràng là với một gia đình cần mua ở thật sự á, có ai mà không muốn ra ở riêng đâu. Và em cũng chắc chắn một điều rằng là rất là nhiều người cũng nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ nè, đi tìm những cái dự án, đi tìm những cái căn nhà nó có pháp lý đầy đủ, những cái dự án đã hoàn thiện rồi, thì cái giá nó đã trên trời rồi. Mà cụ thể là những cái căn nhà ở ngoài, những cái căn nhà ở ngoại ô, ví dụ như thành phố Thủ Đức chẳng hạn, ở những cái nơi xa xa, ở khu vực Long An chẳng hạn, những cái tòa nhà cao cao thôi, được gọi là cũ, những cái chung cư cũ, nó đã hoàn thiện, hoàn thành trước đây khoảng tầm là năm 2015-2016 rồi. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là tìm những cái khu căn hộ đó thì chỉ có những cái căn có 2 phòng là rẻ nhất thôi. Thì thật sự mà nói thì bây giờ với cái nhu cầu của người dân, nhu cầu của một gia đình bình thường thì bèo lắm cũng phải là 3 phòng ngủ. Bây giờ mà cái căn 2 phòng ngủ mà mức giá đã đẩy lên tới mức giá 3 tỷ rồi mà, thì rõ ràng là mình cần những cái căn nhà 3 phòng ngủ trở lên để cho thoải mái. Vì nhà rõ ràng là ai cũng có tới 2 người con hoặc là 3 người con. Cho nên
trong cái thị trường này, trong cái dự án này, những cái dự án chưa được hoàn thiện cũng vậy, hoặc là hoàn thiện rồi luôn, cũng rất là khó để mà lựa chọn cho mình một cái căn hộ với mức giá rẻ mà có được 3 phòng ngủ với nhu cầu của một người bình thường. Và rõ ràng là những cái căn hoàn thiện cũng vậy, những cái căn có giấy tờ hợp lệ thì cũng vậy luôn. Và kể cả những cái căn mà hiện hữu chưa có giấy tờ hợp lệ thì cũng vậy, giá bây giờ thì cũng đã cao ngất ngưỡng rồi. Nhiều người bây giờ không dám mua những căn nhà như vậy, những căn hộ như vậy, bởi vì là kể cả những cái giấy tờ hiện hữu cũng như là những cái nơi chưa có giấy tờ thì giá nó cũng xem như nhau, chưa có rẻ hơn được bao nhiêu. Những cái dự án mới, thậm chí là mới xây dựng lên, chưa cất lên luôn, chưa có tiến hành xây dựng luôn, nhưng mà đã được chào bán với một mức giá là cao hơn những cái căn đã hoàn thiện rồi. Thế thì mới nói rằng là ai dám tiền mà bỏ ra để mua ở đây, bởi vì nó chưa được thi công, nó chưa được hoàn thiện mà. Anh nào cũng chỉ là hứa thôi, hứa toàn hứa thôi. Và họ cam kết rất là nhiều, trong khi phần lớn các dự án hiện nay đều vướng các thủ tục pháp lý. Và tóm lại thì những người có nhu cầu để ở bây giờ chờ đợi giá giảm thì là một phần rồi, nhưng mà đa phần là đều là những người chờ để giá giảm, mua, lướt sóng rồi thổi giá lên. Nói vậy chứ giá nhà, giá đất mà chờ khởi sắc thì chắc còn rất là lâu nữa, khoảng tầm là 3 đến 5 năm, thậm chí là 10 năm, cũng có thể là lâu hơn nữa. Bây giờ nè, phải đợi kinh tế nó tăng trưởng trở lại, rồi mấy cái quả nợ xấu với trái phiếu giảm, cân đối lại cái bảng quản lý tài sản, lợi nhuận, rồi lúc đó mới dám bơm tín dụng, giải ngân, rồi mới kích cầu được thị trường bất động sản tăng trưởng trở lại. Với điều kiện là thu nhập của người dân phải được tăng lên, mà cũng phải còn chờ xem xét những cái tín hiệu của kinh tế ở Mỹ nữa, ở thế giới nữa, phải xem xét thêm các chỉ số CPI thế nào nữa, rồi lãi suất nó bây giờ nó gần tới trần rồi, rồi lạm phát phải kiểm soát được, phải kiểm soát về tới cái mức an toàn, thì lúc đó người dân họ sẽ chia lại, tính toán lại các cách chi tiêu của mình trong nhà, dùng tiền của mình để mà thực hiện trong những cái công việc khẩn cấp, thì lúc này thị trường bất động sản nó mới bắt đầu là có thêm được nguồn vốn, có thêm được lòng tin của khách hàng, lòng tin của người mua, lòng tin của người dân, thì lúc đó thị trường mới có thể bền vững phát triển được. Và chung quy lại, thị trường bất động sản hiện tại đã quá cao, giá đã quá cao, và chủ yếu là do đầu tư, đầu cơ quá mức và nhu cầu của người dân không với tới được tới những bất động sản đó. Và dự là thị trường sẽ còn rất là lâu nữa mới có thể phát triển trở lại được. Và theo các bạn thì trong vòng 3 năm hay 5 năm hay 10 năm, thậm chí là 50 năm nữa, thị trường sẽ phát triển trở lại, thì các bạn hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận để cho mọi người cùng nhau tham khảo nha. Xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo.